xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cũng như chia sẻ với các bạn một cái bộ để đóng lẵng quà Tết nha các bạn. Đấy thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 12 năm gọi là dương lịch rồi các bạn. Thì cũng chỉ còn có vài chục ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đến một cái Tết tiếp theo. Đấy. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn, đây là cái giỏ quà nha các bạn. Mình đặt online nha các bạn. Thì nhiều bạn cứ sợ không biết đặt giỏ quà cũng như là đặt online thì cái giá tiền nó có cao hay không. Thì hôm nay cùng mình bóc hộp cái đơn hàng cái giỏ quà lên tới 30 cái nha các bạn. 30 cái chỉ với giá rất là rẻ. Đấy, thì bây giờ cùng mình bóc xem cái giỏ quà nó sẽ như thế nào và cách sử dụng của nó như thế nào, làm sao nha các bạn. Ở đây mình cũng đã bóc để kiểm tra hàng trước nha các bạn. Đây là tổng là 30 cái. Đấy. Đây một cái này là cái để các bạn lót mặt nha các bạn. Đây họ vẫn gửi cho các cái đồ để lót cái mặt của cái giỏ. Và bên trong nó sẽ gồm có, đây là cái đế để các bạn có thể làm một cái đế để các bạn lót cái này lên. Đấy, thành một cái mặt phẳng ở trên nha các bạn. Thì cái nguyên liệu của cái giỏ quà này hầu như là bằng giấy, 100% là bằng giấy cốt tông nha các bạn, bìa cắt tông luôn. Nên là rất là thân thiện với môi trường nha các bạn. Đó. Thì mình mới nhận hàng nên là mình không bóc ra. Đấy. Thì nó sẽ có 3-4 màu nha các bạn, có cả màu xanh, màu vàng và màu đỏ nha các bạn. Thì mình đặt đấy là một loại màu vàng vàng thẫm này, và một vàng tươi và màu vàng cái mà màu mình đặt 3 màu, một loại là màu đỏ thẫm, đỏ tươi và màu vàng. Đấy, thì còn có một vài loại màu là màu xanh màu ấy nữa. Thì bây giờ mình xem là chất liệu nó làm như thế nào nha các bạn. Đây trên tay mình để đang là một cái giỏ quà này. Thì hầu như bên trong đều là giấy, bằng giấy nha các bạn. Giấy là rất là cứng nha. Không phải giấy mà nó lỏng lẻo đâu, mà loại chất này rất là cứng. Đấy. Thì họ làm xong rồi họ dán cái giấy này, trông rất là đẹp đúng không các bạn. Thì cái công dụng của nó thì để dùng để đóng lẵng quà. Và cái này nó sẽ gồm có đi kèm, nghĩa là hai cái chân các bạn sẽ lắp với nhau như thế này này. Đấy, các bạn sẽ để như thế này nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ để vào cái giữa của cái này. Đấy, thì khi mà các bạn lắp như thế này thì các bạn sẽ đặt một cái tấm gửi cái bao kèm theo đây nha các bạn. Đây, thì các bạn để vào đây. Đấy, như thế này. Đấy thì là các bạn sẽ được một cái mặt phẳng để các bạn có thể để các cái hộp bánh như chai rượu, như các cái hộp quà, trái cây các thứ lên ở trên cái hộp này. Đấy. Thì trong cái đơn này thì mình không kèm theo túi bóng để buộc bên ngoài nha các bạn. Cái sản phẩm này thì khi mà các bạn đóng thì nó phù hợp với những cái dạng như là khò ấy các bạn, khò màng co. Đấy thì bạn nào mà chuyên đóng lẵng quà Tết thì các bạn cũng sẽ biết đấy, là khi mà các bạn dùng cái lẵng này thì các bạn bắt buộc phải sử dụng màng co để các bạn có thể khi mà các bạn sắp xếp bánh kẹo lên cái khung này, đấy, cái khuôn này thì các bạn sẽ sử dụng màng co để các bạn chùm lên và các bạn bo hết về dưới đáy. Đấy thì khi mà các bạn khò nó lại thì nó sẽ hiện lên các cái
tất cả cái này nhìn rất là đẹp nha các bạn. Thì cái giá để các bạn có thể mua được một cái này đó là nó rơi vào là 15.000 các bạn. Chỉ mình hộp này thôi nha các bạn. Mình cái giỏ này không bao gồm phụ kiện nha. Đấy. Thì khi mà các bạn đặt lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút, đấy là rơi vào khoảng 16-17. Đấy, nhưng mà các bạn đặt một lúc 10 cái, như mình đặt 30 cái này, phí ship là free ship luôn nha các bạn. Cái shop này nó đang có cái chương trình đấy là free ship rất là ấy nha các bạn. Mình đặt 30 cái gọi là combo 10 cái một đơn thì mình đặt 3 đơn đó là 30 cái. Đấy thì rất là gọn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy 30 cái nhưng mà nó gọn gàng. Chỉ rơi vào khoảng 5-6 cân gì đấy các bạn. Đấy, thì phí ship thì các bạn cũng sẽ không bị mất nha các bạn. Đấy, 10 cái là 150k. Đấy, thì tính ra bây giờ để mà mua được một cái hộp để đóng nó đẹp như thế này thì các bạn phải bỏ ra ít nhất là phải 20-30 nghìn ấy. 20 nghìn. Ừ. Chỉ có lẻ thôi, không có đường sẵn. À, thì cái này mình thấy giá 15.000 là rất là hợp lý nè các bạn. Mua nhiều không? Mua mấy nghìn? Để chú cân. Cho các bạn thì chỉ với 15.000 thì các bạn sẽ được một cái giỏ quà để đóng lẳng nha các bạn. Đây. Thì cái khi mà các bạn dùng cái lẳng quà này thì bắt buộc thì các bạn phải đóng cái loại hộp nha các bạn. Đấy, các bạn đóng ở trên này thì hộp này, chai này. Đấy, thì khi mà các bạn dùng hò thì nó sẽ không bị móp nha các bạn. Nếu mà các bạn dùng các cái loại gói kẹo thì khi mà các bạn dùng khò lại thì nó sẽ bị co, nó không được đẹp nha các bạn và nó không được sang. Đấy, khi mà các bạn sử dụng các cái hộp quà nó bằng nhìn nó đẹp này thì các bạn phải sử dụng những cái loại mà bánh kẹo nào nhìn nó sang để nó tôn lên được cái hộp quà này nha các bạn. Thì các bạn đặt một số lượng vừa phải để các bạn đóng những cái lẳng quà nó giá tiền nó cao một chút nha các bạn. Từ 250 lộn lên đến 300-400. Thì cái cách đóng lẳng quà như thế nào thì video sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn để các bạn có thể đóng được một cái lẳng quà nó đẹp nhất nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình làm cái video này chia sẻ với các bạn, giới thiệu với các bạn một cái loại giỏ quà. Đấy, để các bạn có thể tham khảo cũng như là mua về để có thể tự mình đóng tại nhà cũng được nha các bạn. Đấy, thì nó có rất là nhiều mẫu, như cái này thì là Tết Sum Vầy ấm tình thân này, rồi cái màu vàng rất là chắc nha các bạn. Cái màu đỏ tươi này nó sẽ là Tết Thịnh Vượng. Đấy, nó có rất là nhìn rất là đúng là không khí Tết luôn các bạn. Còn màu vàng, cái màu vàng ở đây, màu vàng nó là dưới cùng đây, màu vàng là Tết Sung Túc nha các bạn. Đây, Tết Sung Túc này. Đấy, hoa văn rồng múa phượng bay. Đấy, hoa đào nở xung quanh luôn nha các bạn. Không phải là họ làm một mặt đâu mà là cái này nó là họ dán xung quanh luôn nha các bạn, nhìn rất là đẹp mà mình thấy là khá là chắc chắn nha. À, đây họ làm là nó liền khối, họ chỉ có cắt cái đoạn góc thôi để họ ghép lại với nhau thôi các bạn, còn đâu là họ nó liền một cái khối. Cái loại này là bìa nó được ép rất là cứng mà. Đấy. Không phải là cái bìa rỗng. Đây là cái loại bìa đặc, họ ép nó rất là chắc. Đấy, nó như một cái
giống như là một cái miếng gỗ ép đấy các bạn, thì nó cũng khá là chắc đấy. Thì các bạn đóng các cái hộp hộp quà lên trên cái này thì yên tâm là sẽ không bị móp méo đâu. Đây mình lấy tay mình nhấn này, đấy, sức ấn mà nó còn không bị gọi là không bị bẹp thì các bạn đóng làm quà thì thoải mái luôn. Đấy. Thì hộp quà nó cũng khá là nhẹ thôi, nó cũng không phải là nặng đâu các bạn. Thì các cái hộp quà thì nhìn thì nó đẹp nhưng mà khối lượng nó chỉ gam nó cũng rất là thấp nên là không lo. Nặng nhất thì cũng chỉ có chai rượu đấy thì là loại nặng thôi. Thì còn đôi khi là các bạn sẽ đóng thêm lốc nước yến các thứ ấy, thì cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Theo như mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp để các bạn có thể đóng làm quà. Thì các bạn có thể tìm mua về tự đóng tại nhà, cũng như là khi mà các bạn bán tạp hóa cứ muốn đóng làm quà Tết thì có thể đặt cái này. Nếu mà các bạn đặt càng nhiều thì giá nó càng rẻ nha các bạn. Thì mình đặt từ combo là ba combo, một combo là 10 cái thì nó rơi vào là 150k free ship nha các bạn. Đấy, thì tính ra nó chỉ có 15.000 một cái này. Đấy, vừa bảo vệ môi trường mà lại rất là đẹp nha các bạn. Đấy, thì các ngày trước thì mình đóng các cái lẳng bằng giỏ mây thì cũng nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Thì các bạn có thể vừa đóng cả lẳng mây, lẳng giấy để các bạn cho khách hàng có nhiều cái sự lựa chọn nha các bạn. Thì nhiều người thấy cái nào đẹp ưng thì họ sẽ chọn cái nó. Đấy, thì cái giá nó cũng xem xém nhau thôi các bạn. Gió mây thì đâu đó là 11 đến 12. Đấy, năm ngoái thì là đỉnh điểm là rơi vào 17.000 cả phụ kiện nha các bạn. Đấy, thì năm nay thì mình cũng chưa nắm rõ được cái gió mây là nó rơi vào khoảng bao nhiêu, thì đâu đó là rơi năm nay có thể là rẻ hơn nữa các bạn. Rơi vào khoảng 11-12.000 thôi. Đấy, thì mình cũng có đang tham khảo những cái đơn vị cũng như là những cái nhà mà họ cung cấp những cái lẳng quà mây cũng như là các cái như này, xem là ở đâu nó giá nó tốt nhất thì mình sẽ lấy số lượng vài trăm cái này các bạn. Đấy, thì mình cũng làm cái video này muốn chia sẻ với các bạn một chút về các cái lẳng quà cũng như cái giỏ quà để các bạn có thể đóng vào cái dịp Tết năm 2024 này. Thì các bạn thấy video này hay thì gửi lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Nhớ ấn đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye các bạn.